sáng em nơi gì để ngang qua thấy ai em chịu chứ không phải là chúng ta thủ võ đâu có đánh gì đâu tại vậy thôi sự quấy tố phần nào còn nhúc nhích được không không thấy người đang cường thấy thằng quay phim bị nó đẹp lắm coi là có giữ được cái máy của mình không? Một kết rồi dạng sâu trong cái bụng của hang gì để có kính gần dữ vậy? Và tất cả diễn viên phải có mặt từ âm thanh, ánh sáng, các cadre, các nhân viên bên đoàn quay, các nhân viên bên của đoàn trường và các nhân viên phụ nữa, trang phục, rồi make up, nhiều thứ lắm. Nên là đoàn trường cảm thấy an tâm nhất cho cái MV phim ca nhạc bên trên của tình của đoàn trường. Bảo đảm sẽ làm xuất sắc. Mày đã bị đau háng rồi, bị chặt háng rồi. Giọt mưa rơi tí tách bên hiên nhà nàng, lòng thầm mong một ánh mắt thấp thoáng mong chờ. Người yêu hỡi mãi mãi yêu nàng, em dù biết vẫn luôn hững hờ, mặc cho anh đêm đêm vẫn mơ cuộc tình đôi ta. Giọt buồn rơi rơi lặng lẽ trên con đường dài, một mình anh lòng xe xác với gió đông về. Giờ thôi hết những ước mơ dài, mưa còn rớt rớt trên nỗi sầu. Lành đôi vai em mới biết chăng tim anh lẻ loi. Kỷ niệm xưa em mới nhớ chăng bao lời yêu đã nói hôm nào. Từng cơn mưa đôi ta có nhau,
phút giây thần tiên. Giờ mình anh trên con phố xưa, ngồi lặng lẽ ngắm mây dần trôi, mặc cho thời gian hớ hững xôi nhau mãi đời. Đây là lần đầu tiên Hạ Vi tham gia MV của Đan Trường. Và Đan Trường biết Hạ Vi qua một nhiều phòng cam, và Trường rất thích Hạ Vi. Và không ngờ là khi vào cái phim ca nhạc Mưa Trên Cuộc Tình thì gương mặt của Hạ Vi rất là hợp với cái bài cổ trang đấy. Cái em Vi cảm thấy Hạ Vi cảm thấy như thế nào? Hạ Vi hy vọng là anh Trường chúc cho Hạ Vi mãi là một ngôi sao sáng ở trên bầu trời nghệ thuật. Hạ Vi mãi đẹp, mãi dễ thương, và hy vọng mọi người sẽ chờ đón sản phẩm khủng của Đan Trường vào Tết năm nay nha. Mưa còn rớt rớt trên nỗi sầu, lành đôi vai em mới biết chăng.